Vâng, chào toàn thể anh em nhé. Ngày hôm nay Trung lại giới thiệu một cái mẫu xe mới về bên mình. Đây là chiếc xe Mitsubishi Outlander. Chiếc này là bản 2.0 CVT Premium nhé. Thì ở cái bản 2.0 Premium này thì xe được trang bị rất nhiều hơn so với bản 2.0 CVT, đúng không ạ? Thì nhìn chung một cái mẫu xe 7 chỗ thì là rất là ok. Thứ nhất cái gầm, cái dòng thuộc cái phân khúc gọi là crossover các bạn. Xe gầm vừa phải thôi, không phải quá cao nhưng mà cũng đấy, nhưng mà một cái mẫu xe gia đình rất là đẹp nhá. Các bác thấy nhất là đây, như ở phần ngoài xe màu sơn ngoại thất là màu đỏ nhá, và một cái điểm rất là hay đó là xe được đeo biển Hà Nội sẵn. Thì ở tất cả các cái bản Outlander từ bản 2.0 hay là bản 2.4 đúng không ạ, thì em chia sẻ một chút là ở bản Outlander đời 2020 này thì có 3 phiên bản các bác nhá, hai bản 2.0 và một bản 2.4. Thì đây là bản 2.0 Premium. Thì cả ba bản đều được trang bị bộ mâm là 18 inch các bác nhá. Đó. Và ở cái bản này thì bản Premium thì xe cũng được trang bị camera 360 rồi này. Đấy, và trước này bên em được đeo biển Hà Nội nhá các bác nhá. Rất là tuyệt vời. Thì cùng em khám phá về cái khoang nội thất của xe. Thì thứ nhất khi ở cửa các bác thấy này, tất cả cửa kính đều tự động các bác nhá. Và ở bản 2.0, 2.0 này thì xe đã được trang bị ghế da này. Đấy. Và ghế lái chỉnh điện 8 hướng nha các bác nhé. Và trên cái vô lăng, đấy, như các bác thấy, trên vô lăng thì tích hợp rất nhiều. Thứ nhất, đàm thoại hay ra lệnh bằng giọng nói này. Rồi hay là như là cruise control, đúng không ạ? Và có lẫy chuyển số trên vô lăng các bác nhé. Rất là đẹp, đúng không ạ? Đèn pha tự động này, đúng không ạ? Xe đã được lên để lổ start top và chiếc này bên em mới đi được có hơn 1 vạn thôi, chính xác là 1 vạn 4. Đó. Xe cũng có camera hành trình, bác chủ này cũng đã lên bộ màn Android rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Xe cũng được trang bị cửa sổ trời phía trước như bác thấy, cửa sổ trời phía trước này. Xe thì rất là đẹp, rộng rãi, rất là tuyệt vời nhé các bác nhé. Đây là khoang hành khách thứ hai. Nhưng mà thấy xe cũng được trang bị cả điều hòa ở bệ tí tay này. Đó. Cũng khá là rộng. Cái dòng xe như này đi thì rất là tuyệt vời dành cho những bác nào mà đi vào dịp cuối năm. Đó. Xe thì rất nhiều option nhé. Option thì rất nhiều rồi. Đấy. Chiếc này thì có camera lùi. Đấy. Cốp cũng là cốp điện nha các bác nhé. Nhưng mà thấy này. Cốp cũng là cốp điện. Đó. Đây như bác thấy. Cốp điện nhé. Xe rất rộng rãi, hàng ghế thứ ba là gập phẳng luôn, 50-50. Đó. Hàng ghế thứ hai thì cũng là gập 40-60 cho các bác nhé. Đấy. Đây, như các bác thấy này, xe rất là đẹp. Option thì rất là nhiều nha các bác nhé. Đó. Đây, các bác thấy. Xe cũng được trang bị cả phanh tay điện tử. Đấy. Đúng không ạ? Hay như là mình gọi đây gọi là điều hòa của phần làm ấm ghế này, đúng không ạ? Hay như có tất cả trang bị rất nhiều như cảnh báo. Và xe cũng được trang bị tới 6 loa giải trí và túi khí nhá. Túi khí an toàn trang bị tới 7 túi khí. Xe cũng rất là nhiều nhá bác nhá. Và bây giờ em xin chia sẻ thêm về cái phần kỹ thuật của xe. Thì thường bên em mua xe về thì bên em kiểm tra chất lượng rất là kỹ. Thứ nhất là từ phần keo chỉ của xe, đúng không ạ? Xe là không đâm va để ảnh hưởng đến kết cấu gầm bệ sắt xi, đúng không ạ? Hay tháo cổ máy nhá, ngập nước thủy kích như bác thấy này, như phần keo chỉ của xe còn rất là nguyên zin, đúng không ạ? Của nhà sản xuất, không có dấu hiệu của va đập hay là để sơn lại hay là chạy lại keo chỉ, hay như từ các con ốc với bác thấy này, đó. Các con ốc đều rất là còn nguyên nhá, không bị có dấu hiệu của tháo cửa nhá, bị va chạm để tháo cửa ra để làm lại, đúng không ạ? Đó, như bác thấy tất cả bên em đều cam kết bằng chất lượng. Bây giờ em sẽ mở cái khoang máy để giới thiệu với các bác. Thiệu bác về phần khoang động cơ của xe. Đó. Chiếc này đời 2020 đi hơn 1 vạn thì coi như là xe mới rồi các bạn. Đây, em xin phép được quay mộc với các bác xe mới về nhá. Xe bên em còn chưa dọn dẹp, chưa spa gì.
vẫn còn nguyên mộc luôn. Thứ nhất phần ốc chân máy vẫn còn nguyên này bác này, vẫn còn gọi là zin, vết sơn của nhà sản xuất hay như là con ốc cabo. Đây phần ốc giảm sóc nha bác nhá, cũng đánh dấu của sơn của nhà sản xuất, hay như con em quay gần hơn với con ốc cabo này, không có dấu hiệu của tháo mở cabo đúng không ạ, vì các lỗ tròn cơ khí vẫn còn nguyên nha các bác nhá. Như bác thấy này, các lỗ tròn cơ khí. Đấy. Xe thì gọi là nguyên bản. Và với cái mức tài chính khoảng độ hơn 800 triệu, hơn 800 triệu là quý anh chị có thể sở hữu một chiếc xe 7 chỗ để phục vụ gia đình vào những dịp cuối năm, dành cho những chuyến đi xa, rất là tuyệt vời nhé. Quý anh chị nào có quan tâm đến những dòng xe đã qua sử dụng hay là trực tiếp là chiếc Outlander bản 2.0 Premium đời 2020 này, thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 0965 822 782, em tên là Trung. Siêu thị Tobica Hà Nội, 26 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội ạ. Xe còn rất tuyệt vời nha quý anh chị nhé. Và tới đây, chuyên mục xe cũ đã qua sử dụng của em Trung xin được tạm dừng. Hẹn gặp quý anh chị vào những clip tiếp theo. Quý anh chị nào có yêu mến thì cho em Trung xin một like và một đăng ký kênh ạ. Và lời cuối em xin kính chúc toàn thể quý anh chị và gia đình có nhiều sức khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn. Em xin chân thành cảm ơn ạ.